Hiện nay, thời tiết diễn biến thất thường, đây là thời điểm dịch hại dễ bùng phát. Trước tình hình đó, Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường thị trấn, chủ động tuyên truyền người dân phòng chống bệnh dạy, đồng thời triển khai nhanh việc tiêm vaccine cho đàn chó mèo. Tính từ đầu năm cho đến nay, Long An đã tiêm được khoảng 74.000 liều vaccine dạy cho đàn chó mèo, đạt hơn 90% kế hoạch năm trong đó tiêm miễn phí gần 11.000 liều, thu phí khoảng 63.000. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện virus dại đang lan truyền rộng, để khống chế bệnh dại, ngành chức năng chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở vận động người dân chủ động mang chó đi tiêm phòng. Các hộ dân nuôi chó mèo phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề chăm sóc, quản lý chó để tránh xảy ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và những người xung quanh đặc biệt để chủ động phòng chống bệnh dạy trên chó mèo thì cần tiêm phòng vaccine dạy mỗi năm một lần để tạo miễn dịch chủ động cho động vật nuôi tại chi cục chăn nuôi thú y tỉnh hoặc là trạm thú y huyện thành phố đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh dạy lây truyền từ động vật sang người